Bây giờ vô đề nha. Anh chị em Hương gia lắng tai nghe cho kỹ nha. Tôi bây giờ tôi mở màn. Từ xưa tới nay là cũ quyền sử phải không? Bây giờ tới đây là Lật Công Quan Thánh thời sử đó quý vị. Lật Công Quan Thánh sử là tháng này là tháng 3 nha. Dòm coi tháng 3 mấy tháng 3. Lật Công Quan Thánh à. Cũ quyền còn nhương vị con cháu nha. Tôi nói vậy đó, ráng lo liệu. Cho nên ngày xưa có nhắc, có nói từ lâu lắm rồi. Giờ đây tới cũ quyền đã xuống, đợt này đã trở lại nhắc con cháu, dẫn dắt con cháu tu thiệt và giả để trở về con đường chánh giác. Trở về con đường chánh giác là đường đạo á, là chánh nghĩa đó, không vô nghĩa, không phi nghĩa. Rồi nói rõ. Bây giờ ai làm sai làm trật tự tự rút tự sửa. Cho nên bây giờ tôi nói rõ nha, các nàng tiên ở trên thiên cung mà xuống trần gian này đó, rồi giờ cái bộ ở trên mẹ đã dạy như thế nào, nhớ cứ là chiếu theo đó để hành trì, để đến không gần, gần đây không xa, mẹ sẽ xuống mở cái đạo tiên này. Tôi nhắc cho chị em nha, mấy đại điển xuống dữ lắm đó. Đợt này là mấy bà cố hỷ trở lại đó. Nói cố hỷ à, mấy nàng biết không? Biết mấy bà cố hỷ không? Từ xưa tới nay không có. Mà giờ này tôi nói, ủa sao mà mấy bà trở lại đợt này đông dữ vậy trời? Tôi nói có chuyện rồi. Vậy là có chuyện. Thấy không? Giờ nhắc cho chị em đi phương xa, tháng này là mấy tháng 3, phải không? Tôi nói có ngàn lắm nhỉ à. Tháng 3 là vậy đó. Có giờ có rồi như vậy đó. Thấy không? Ai hồi xưa tới nay mà mẹ cho xuống trần gian này, mà mẹ đã nhắc á, con của mẹ rút ráo cái hội này ráng lo tu. Thấy không? Cho nên tôi nói cái đám ở dơ nó còn ở dơ, nó chưa có sạch. Hỏi ở dơ là sao ở dơ? Nói ở dơ quý diệu biết rồi chứ gì hả? Biết cái ở dơ như thế nào, ở sạch như thế nào? Không phải ở sạch mà thấm mà rửa mà sức dầu vô sạch, không phải. Sạch này là tâm hồn của mình. Nó tiến quá, nó phát triển. Đi trở về con đường chính nghĩa và đường tiên đó, mẹ đã dạy đó. Để đặng sao đây, tới đây mẹ xuống mẹ dỡ ra làm cái hội, thấy không? Cho nên năm nay tôi nói con mèo là con mèo á, mèo à, mà sao lại giật mình mà chưa thấy giật mình à, mày bắt ra kỹ vô rõ nó cho nó nghe mày à, chưa có thấy giật mình à, mấy giờ điện xuống dữ lắm à. Thì cho nên tôi nói từ hôm đó nay là cũ quyền sử, thấy không? Mà làm sao rồi bây giờ là cũ quyền mà trở lại ông quan thánh sử, mà cũ quyền giờ làm sao vậy à? Nói gì đâu mà trời ơi, tham ô rồi cướp giật rồi này kia tùm lum tà ra, xử cái gì mà tệ dữ vậy hả? Tệ dữ vậy, nói là tôi chỉ nha. Qua lưng quan thánh này gươm linh ba thước à, chứ không phải giỡn à trời. Chết dữ dằn lắm á, nói cho nghe rõ. Lý do cãi, lý do cứng đầu. Cho nên ta nói rồi, tao tính làm cái cây ta dựng lên đó. Biểu hiện là ba thước đó, mà ta chưa có làm. Bây giờ, cho nên thằng đó nó tới ta nói rồi. Nó nói của quyền sử, không dám đâu. Mày nằm mơ rồi à. Trước là ông để cho cô quyền sử mà làm không xong, bây giờ bể ra tùm lum tà la tùm lum kìa. Mày mắt hí không thấy rồi. Trời, đầu con chí không thấy sao? Không thấy rồi sao? Bây giờ mà thấy nó lòi ra tùm lum tà la tùm lum đó. Mày không thấy à? Nó
rồi đây tái ban nó lòi tùm lum đó đó. Ở tái ban là gì, vào nói vậy đó, nào ăn lấy no, không ăn ráng chịu. Mà lực này là lực quán thánh á, chứ không phải giỡn đâu trời, dữ dằn lắm á. Đang chi mày biết không, nếu lực ông thánh, ông quan thánh mày biết rồi, nó đi tới đâu mày biết không, mày biết cái đó nó xảy ra cái gì chưa, biết không, biết sao mà phải có lực ông quan thánh, mày không biết nổi đó đâu đó. Bây giờ thằng này nó cứ hỏi hoài ở chừng nào như vậy. Nó bây giờ đi tới lực quan thánh rồi, chóng mắt mày coi, chóng mắt mày coi nha. Đó, rồi bây giờ mày nghe là ở Hà Nội nhiêu rồi, ở Sài Gòn nhiêu rồi, ở Long An nhiêu rồi, ở thành phố nhiêu rồi, đó, rồi ở Bến Tre nhiêu rồi. Cái này con gì mà dữ vậy mày, mỗi con gì mà dữ vậy. Cho nên hôm đó tao có nói rồi, tao có nói rồi, không phải tao không có nói đâu. Đằng này ông Nguyễn Trãi không trả lời nữa, trả lời nay lâu rồi đó. À, Nguyễn Trãi lại, hồi ngày xưa ông làm vua đó, ông cai quản ở Sài Gòn đấy. Rồi khi đó là ông thất bại, rồi ông ra đi tới giờ, ha, rồi, cho nên trả lại đó, trả lại trang rồi đó. Hỏi tại sao tao biết? Vì ông là Nguyễn, tao cũng Nguyễn vậy. À, Nguyễn Huệ lại, là Nguyễn Trãi lại, rồi nói tao nói vậy rồi tụi bay biết thôi à. Thấy không? Cho nên tao con nhắc, tao nhắc nè, anh chị em ơi, đi phương xa dầm dừng chân trở lại. Trở lại chi đây? Cho nên nó đổ một đống heo con này về nuôi phụ. Còn hôm đó này tôi đi kêu ông Nguyễn Trãi, bây giờ ông trở lại ông phụ nuôi với tôi nhé. Tao nói vậy đứa nào biết không biết thôi. biết thôi à. Trời ơi, tu mà có ai mà chăn nuôi mà tụi bay đổ đem nạp cho tao. Thôi, tao nói rồi. Tôm nhỏ gì đó mày, nhỏ gì nó cắt tóc vậy nè, lỗ mũi vô cao. À, mẹ nó đi, mẹ nó ở ngoài bệnh hoạn, tao nói kêu bà về đi, cho bà về đi. Còn tụi bay ăn phản sao? Tao hỏi nó hỏi gì nó hồ Nguyễn. Ăn phản sao con còn mắc không chuyện. Đưa mẹ bà về đi. Bà nặng thuốc lắm. Lâu lâu con chuyển thuốc về cho bà uống. À, rồi con về sao? Con còn không chịu. À, cái kiến hồ Nguyễn này mẹ kêu lâu lắm rồi. Kêu có không chuyện. Đừng lo. Ừ. Rồi, tới lúc rồi. Phải lo gì quê hương xứ sở, công phu công tình mà vừa tu hỏi tu như vậy rồi ngồi tu không không có mần chứ trời, cũng thân gia sản xuất, cũng trồng lúa trồng phái trồng này kia đó trồng chứ có kinh tế tan chứ, không lẽ ngồi hoài để nhịn đói sao? Vừa làm rồi vừa thân gia sản xuất rồi trồng hoa màu trồng này trồng kia. Cho nên hôm đó nay tôi nhắc vụ sông Cửu Long đó. Bây giờ thằng đó nó chơi rồi, nó chơi cái đập đó nó phá đâu cho nước xuống đây, mình xài nguồn nước sông Cửu Long rồi đó giờ. Đó giờ chứ không phải xài của nó. Bây giờ của nó có quyền, thấy không? À, còn của mình bây giờ mình xài của mình đi. Đó, rồi lo làm tăng gia dưỡng sức. Thường tôi nói hoài. Cho nên từ hôm đó nay mấy bà của Hỷ không về, lần này về quá đông. Tôi nói mấy bà về có vấn đề chứ đâu phải chuyện giỡn đâu trời. Rốt cuộc mẹ cái gì, cái gì đó à. Cho nên tao nói vụ mà cái ông râu dài đụng đất đó mà bây giờ lộ ra rồi đó, tổ ra rồi đó à. Tao cho mày ăn mấy cái tao mấy cái bánh đó à. Là ông đó là ai? Ông già tao với ai mà ông lúc đó ông xuống ông có nói ông là ông già tao rồi bây giờ lòi ra đó, thấy chưa? Cho nên ông hỏi quá ông ta tao biết rồi, tao nói con thấy tử tông cung cha rồi ông mới làm thinh à. Rồi giờ bà già bây giờ đó, bà già không cho con nói mà giờ cho nói đó, cho nói hỏi con
Con sống bao nhiêu thế kỷ con có biết không? Biết mẹ đi sống bao nhiêu thế kỷ chưa? Cho nên mẹ không cho con nói, giờ mới cho nói, mới cho nhớ, mới nói từ đoạn đấy. À, cho nên bây giờ chú ý lắm. Cho nên nhắc dòng sông cổ Long, nước chảy dòng cầu ai ơi. Hỏi này các đạo tiên, các đạo tiên ơi, nhìn mà coi quê hương ta từ kim cổ cho đến ngày hôm nay, vua cha hiện tiền để lại lịch sử cổ kim cho đời con đời cháu tương lai sao này ráng lo trao dồi trăm tí cho sang lên, dù ở quê nhà phương xa rồi đây gần không xa, rồi cũng trở về quê cha đất mẹ thân thương, nhắc lại ngậm ngùi. Cho nên dòng sông Cú Long có nguồn nước phù sa ngọt ngào, nơi đây từ trước kia xưa nay nhà nguồn nước sông Cổ Long mà ta phát tiền lời xưa vừa để có nền kinh tế đêm thủy thành thôn quê, trời chợ lớn chợ nhỏ vậy thời ráng siêng năng dội dân chống chọi con mèo này đây, con mèo này đây gây lắm chị em ơi, cho nên cây cây tôi nói có gây vậy thầy, ta muốn gỡ gây mà dọn đường ta đi chẳng chết khó khăn đoạn trường. Cái gì đây cũng do thiên nhất định, cổ tùng cổ đáo lại trở lại ngày vui mừng không xa quê hương ta rất vui vậy. Có vấn đề trời đang chuyện năng dội dân vậy mà chuyện khó ta làm được mới nên, ta làm được mới nên, mới được bản vàng mẹ tao, nam nam nữ nữ điều có bản lĩnh của mình, không có ai hẹp hồi ráng lo cho tròn hiếu nghĩa trung thành, cho tròn chữ hiếu mới là đạo hạnh thanh cao. Quê lắm quý chị em ơi, cho nên tôi nhắc cho trường ai về còn khủng ba lai, ba lai còn khủng có ngôi chùa không nóc đứng giữa trời, chính con rồng phun nước mát cả cánh đồng
cũ lắm. Chị em ở phương này ráng dùng trồng để có hoa màu, có lúa, có trái cây. Ở các con giờ đây nổi lên trồng bông trồng trái chung mùa. Cho nên tôi nhắc đây rồi có sản phẩm đem vào Sài Gòn để cung cấp thị thần. Ta có mặt hàng xứ dừa Ba Tư Bình Đại Bến Tre, đó là xứ dừa đem khắp cả thị thần. Ráng lo dung trồng, ráng lo làm cho siêng năng. Thời gian vừa qua ta đã trải qua, bao nhiêu năm đã qua rồi, giờ đây ta tiếp tục làm cho có sản phẩm đem khắp cả thị thành để chị anh em được cùng bắt tay vui vầy. Và hỏi lại mình phải giỏi dân siêng năng, giỏi là giỏi sao? Giờ không uống rượu nữa thấy chưa? Tao đã nói rồi, cha con mày mấy bữa một cây là trăm mấy rồi đó. Kéo với nhau kéo đi mà phù mỏ như mỏ chuột, kéo liếc rồi nhọn quắc như con ngõ mỏ chuột kìa. Rồi kéo liếc giờ rồi thấy chưa, tao nói không nghe rồi giờ than thở cái gì? Bây giờ nhóng làm chi? Tao nói trước rồi không nghe, giờ đây nó tới rồi. Cái này với cây kia hai ba cây nó dồn vô một chỗ nó đốt cháy. Mày sẽ không quẹt thử nó Phật nó cháy không? Không xẹt nó cũng cháy nữa. Rồi đời con tàn con ơi. Cho nên bây giờ thằng này nó ngồi không yên, nó nhúc nhích nhúc nhích. Nó kiếm mà chỗ nó chạy, nó chắc là nó nóng á. Nó nóng nó chịu không nổi. Thì nó kiếm chỗ nó chạy chứ sao? Nóng quá mà. Do nên giờ nó đã lắm, tao nói đã chứ tao không nói sướng. Chứ nó lên mây xanh nó sướng. Còn dưới Trần gian này giờ nó nói gì vậy đó. Do nó nói tại sao cô quen ta lại làm tại sao như thế này hỏi ông. Tôi cũng dạy con cháu đành rành, giờ đây nó lòi ra tùm lum. Sao giờ tính sao? Ông nghĩ sao? Cho nên trời cao đã định số rồi. Tôi thương con cháu tôi dìu dắt, tôi chèo xuồng để dứt con cháu, mà giờ đây nó thâm phụng quá chừng rồi em nhẹm ra sao. Cái trung nghe cái thành cái hiếu cái nghĩa em nhẹm, em nhẹm đậy lại lặng cho không biết, lặng cho không biết. Ôi trời cao có mắt, tôi lật quan phanh rồi. Rồi chạy đâu cho gọi, gom linh ba thước khó âu dựng mình. Giờ đây ông đứng ông sủi lơ, chờ tay là cộng rồi. Thằng đó nó nói
Mày nói mày không biết, mày nói tầm ruồng. Lực của ông là láng te, láng te. Ông đi tới đâu là láng te hết, hiểu chưa? Cho nên cái câu đứa nào trung, đứa nào hiếu, đứa nào nghĩa. Trung là gì, hiếu là gì, nghĩa là gì. Cho nên lực của ông là không có gì nương gì gì hết đó. Ông bao giờ cứu quyền đâu à, mày lại xa xa không có. Tao nói vậy đó. Đây, cho nên trên đây nói tôi thấy ông hòa thượng ông nhậu. Ông nhậu thì ông nhậu, ông phá lực, ông nhậu thì ông nhậu, thấy không? Biết lực mà phạm lực nặng lắm. Rồi đây cái lực quan lãnh này rồi, để chạy đâu tới luôn. Đã biết lực mà còn phá lực, còn phạm lực là rất nặng, ông chạy đâu khỏi. Bấy lâu nay con trong ngóng đợi chờ mẹ cho con nói nên lời, con chấp tay nguyện cầu quan thiên hậu phổ mẹ chân ti lòng phè này cây khô đã đâm chồi mẹ ơi. Bấy lâu nay mẹ không cho con ơi, con kể lại lượt trình cây cô ngày xưa tới nay nó nằm khô queo, giờ đây nó đâm chồi nhờ mẹ với cha nhìn thấy nhỏ cho con một miếng nước suối vậy mà con mắc lại trở lại với trần gian, con có anh em huynh đệ rõ ràng.